Khang Thịnh Phát, gồm có số 12 Tấn Trung và số 7 Minh Mẫn. Trận đấu của chúng ta đã được bắt đầu. Bóng đang được lăn trên phần sân của các cầu thủ Khang Thịnh Phát FC. Pha lên bóng đầu tiên của các cầu thủ Khang Thịnh Phát FC. Trong bảng xếp đang là đội dẫn đầu. Và chắc chắn rằng cũng với... Wow! Đó là pha xử lý bóng rất tốt của cầu thủ áo số 5 Nguyễn Văn Hạnh, đã có một pha xử lý bóng rất gọn gàng giúp cho các cầu thủ FC Minh Nhân có được bàn thắng đầu tiên tại trận đấu ngày hôm nay. Là đường chuyền của cầu thủ áo số 5 Văn Hạnh. Bài bản và rất ăn ý nhau. Thì chúng ta nhận thấy những thông tin liên lạc của các cầu thủ trên pha đảo chân. Pha đảo chân. Một pha phối hợp ăn ý. Đó là pha lên bóng từ phía biên phải của cầu thủ mang áo số 11, sau đó đưa ra một đường chuyền rất chính xác, và cầu thủ mang áo số 7 của FC Minh Nhân đó là Cao Văn Tuấn đã lập công ở vị trí cột 2. Một pha dứt điểm chăng? Không. Đó là pha nhả bóng rất chính xác của cầu thủ vừa vào sân. Anh có một pha phối hợp phải nói rất ăn ý, và Tuấn Dinh là người thực hiện để giúp cho các cầu thủ Minh Nhân FC có thêm bàn thắng thứ ba. Một pha phối hợp phải nói như tranh vẽ của các cầu thủ FC Minh Nhân. Đó là pha nhả bóng phải nói rất bất ngờ của cầu thủ mang áo số 2. Cơ hội phản công cho Khang Thịnh Phát FC. Một pha. Vào ngày mai sẽ tiếp tục diễn ra 4 trận đấu còn lại ở bảng và bảng D. Họ vẫn nỗ lực hết mình vì đó là đam mê. Họ không thể chùn bước trước những đôi chân rất khéo léo của các cầu thủ FC Minh Nhân. Một pha sút xa. Vẫn là những pha lên bóng và những pha dứt điểm từ xa của các cầu thủ FC. Phản công cho Khang Thịnh Phát FC. 3 đánh 2. Một đường chuyền. Gôi! Vào! Không gì là không thể. Đó là pha dứt điểm thành bàn của cầu thủ mang áo số 10 bên phía Khang Thịnh Phát FC. Với tất cả những nỗ lực rất quyết tâm của các cầu thủ FC Khang Thịnh Phát, thì cầu thủ áo số 10 Nguyễn Đăng Thiện cũng đã có một pha lập công rút ngắn tỷ số. Tuấn Dinh. Cười vào! Phải nói rất đẹp, rất tuyệt vời. Đó là pha xử lý thành công của cầu thủ mang áo số 11. Người mới vào sân, Nguyễn Kim Thuận đã có một pha xử lý rất tốt sau khi anh vào sân ở vị trí A-Lạc.